Vậy nên đã rất nhiều lần gia đình cậu bị bọn quý tộc cao cấp hơn phán đám, nó cố động viên cha mọi thứ không sao hết, thế nhưng cô em gái Alice lại khác, cô bé không thể chấp nhận cái bọn quý tộc thích tùy ý lộng hành như vậy được, và đặc biệt Alice là một cô em gái bị cuồng anh trai nặng, Alice gợi ý anh nên tham gia kỳ thi vào học viện anh hùng, một khi được học ở đó chắc chắn sau này sẽ sống hưởng thụ, vì vậy mà kỳ thi để vào trường cũng rất khó vượt qua, cô gái này là Emma sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có. Vì cha mẹ hai bên là bạn với nhau nên hai đứa cũng là bạn chơi thân từ nhỏ và hai người đã hứa với nhau ngày hôm nay cùng đi làm việc thủ thư. Thế nhưng sau khi nghe kể chuyện nó đã bị phá đám mất chỗ làm thêm, trông Emma còn buồn hơn cả cậu nữa. Nhân tiện thì Nam chính chỉ có duy nhất một kỹ năng đó là đại hiền nhân, nó là một kỹ năng hiếm có thể cho cậu biết được mọi thứ trên đời. Cứ nghĩ có nó trong tay thì nó sẽ trở thành một thiên tài, nhưng cứ mỗi lần sử dụng kỹ năng cậu sẽ gặp một cơn đau đầu kinh khủng. Vì vậy mà nó chưa bao giờ dài đến kỹ năng này. Emma đang kể gần đây cô mới xem được trong các cổ tự có ghi một nhà hiền triết thường yêu cầu những nụ hôn từ vợ ông mỗi khi thấy đau đầu. Nên cô có ý muốn giúp no, thử xem liệu cơn đau đầu của cậu có tan biến không vì dù sao cũng là bạn thở nhỏ. Ngay lập tức no chạm tay Emma rồi tiến tới gần mặt cô. Thế nhưng Emma lại ngăn cản cô muốn tiếp tục ở một chỗ tốt hơn. Hai người cùng lên một địa điểm đẹp sau đó mới bắt đầu việc đang răng rở. Vừa hôn xong thì Emma nắm tay no động viên cậu, nó no bắt đầu thi triển kỹ năng đại hiền nhân. Cậu muốn biết cách trở nên mạnh mẽ hơn để có thể thi vào học viện anh hùng. Đại hiền nhân gợi ý cho no cần phải khám phá một hầm ngục ẩn. Khi vừa kết thúc kỹ năng thì cơn đau đầu dữ dội ập đến. Hai người vội vã hôn nhau tiếp vài lần nữa. Quả thực no nhận thấy cách làm này khiến cơn đau đầu giảm được rất nhiều, mặc dù cũng không hoàn toàn hết đau được. No đã chuẩn bị đồ đạc rất kỹ lưỡng để bắt đầu khám phá hầm ngục ẩn. Cậu dựa theo chỉ dẫn của đại hiền nhân và tiến vào trong, sau đó nhớ lại câu thần chú của ông và đọc trước một cánh cửa. Nó đã từ từ mở ra và xuất hiện một tiếng nói kỳ lạ phát ra từ đằng xa. Nó run rẩy lần theo giọng nói ấy. Đó chính là giọng phát ra trong đầu của một cô gái đã bị xích. Đây là Olivia, một nhà thám hiểm đẳng cấp. Trong lần đi dạo cô vô tình bước vào hầm ngục ẩn này, Olivia hạ gục con quái vật trong vòng 2 giây nhưng đột nhiên mắc phải cái bẫy, khiến cô bị khóa ở đây suốt 200 năm và hoàn toàn không được phép cắt sợi xích. Suốt 200 năm cô đơn một mình nên hôm nay có người đến làm cô rất mừng. Olivia nhờ no chạm chán mình và toàn bộ kỹ năng của cô truyền cho cậu. Cô bắt đầu tóm tắt về các kỹ năng của mình. Đó là kỹ năng sáng tạo, kỹ năng ban cho và kỹ năng chỉnh sửa. Để sử dụng các kỹ năng buộc phải có điểm sinh mệnh. Nếu điểm sinh mệnh trở về không cậu sẽ chết. Còn muốn tăng điểm sinh mệnh thì cần gặp được những chuyện vui. Ví dụ như được ăn uống no say hoặc kiếm được nhiều tiền. Hay thậm chí khi thỏa mãn các nhu cầu dục vọng của bản thân cũng tăng điểm. Điểm sinh mệnh hiện tại của No là 550 và cậu sẽ bắt đầu thử nghiệm. No sử dụng kỹ năng sáng tạo đạn đá chỉ tốn 50 điểm sinh mệnh và cậu đã thành công bắn chết một con quái vật nhỏ. Tối về nhà được gối đầu lên đùi và được ôm cô em gái thì cậu tăng 50 điểm sinh mệnh. Sáng hôm sau cậu hẹn em ra nói chuyện thì rất bất ngờ vì trang phục của cô. Bình thường em ma ăn mặc luôn kín đáo nhưng riêng hôm nay lại khác. Mỗi tội No ngốc nghếch chưa bao giờ nhận ra tình cảm của cô bạn thở nhỏ. Cậu mới vào thẳng vấn đề là muốn ôm Emma vào lòng. Vừa được cô ấy đồng ý cái thì nó no đã nhanh nhỏ làm luôn. Cảm giác mềm mại thơm tho này giúp cậu tăng được tận 350 điểm sinh mệnh. Nhớ lại ngày hôm trước No đã hỏi Olivia về cách có thể giúp cậu thi đỗ. Cô liền kể ra kỹ năng con mắt tinh tường. Nó cho phép chủ sở hữu có thể thấy trước tất cả thông tin. Vì kỹ năng này tốn đến 300 điểm nên No mới muốn ôm Emma như vậy. Ngay lập tức thử nghiệm trên người cô bạn thì thấy được các thông tin cũng như cấp độ. Emma lúc này đang cảm thấy đau vai xoa luôn phải mang bộ ngực nặng. Để cảm ơn sự giúp đỡ của bạn thì nó quyết định giúp cô làm ngực nhỏ lại. Cậu tiêu 80 điểm sinh mệnh để biến hai cái bánh bao trở thành bức tường lép xẹp. Thế nhưng Emma biết nó vốn thích ngực bự hơn nên cô đòi lại như cũ. Cậu liền sử dụng kỹ năng chỉnh sửa trả lại cho bạn. Vào ngày diễn ra kỳ thi vào học viện anh hùng, xung quanh no toàn là các quý tộc và nam tước rất cao sang. Đề bài được giao là phải đi thu thập nguyên liệu từ quái vật. Vì buộc phải lập một đội nhóm ba người nên nó bắt đầu đi kiếm thành viên. tuy nhiên ai cũng coi một gã tòng nam tước như cậu chỉ là cỏ rác vế thải. trong lúc đang tủi thân một mình thì may mắn lại gặp được Emma. biết tin nó sẽ thi vào trường này nên cô nghỉ đi làm quyết tâm thi với cậu luôn. Emma chỉ muốn làm những việc miễn sao được ở bên nó. cô gái này là Blue Dawn cũng muốn tham gia chung nhóm nhưng do có Emma ở đây chứ cô cũng coi nó ở không khác gì cỏ rác. Kỳ thi đã bắt đầu và mọi người vội vã tản ra, đề bài cho phép có thể săn nguyên liệu từ quái vật hay mua ở chợ đều được hết, miễn sao nguyên liệu ấy càng hiếm thì càng được điểm cao. Nó nảy ra một ý nghĩ đó là cậu quyết định săn quái hiếm trong hầm mục ẩn. Tuy nhiên thần chết cấp độ quá cao vượt xa nó, no. cậu chỉ biết cố liên tục né các đòn đánh của nó. Nó định dùng kỹ năng để xóa đòn đánh của thần chết nhưng nó tốn quá nhiều điểm, tạm thời sử dụng kỹ năng chặn trong thời gian ngắn mà mất tới 200 điểm không còn cách nào khác no liều lĩnh lao đến né thành công một đòn. Rồi tiêu 100 điểm sinh mệnh tạo viên đạn đá kích thước 100cm, sau đó bắn một phát xuyên tim và may mắn kết liễu thần chết thành công. No liền hỏi Olivia thì cô khuyên cần phải nộp chiến lợi phẩm là cái hộp sọ. Ngày hôm sau bắt đầu công bố các đội đã thi đỗ vào trường, thế nhưng đã đọc đến tận top 3 rồi mà vẫn không thấy có tên đội mình. Tất cả ba người đều vô cùng lo lắng như này là tạch rồi còn đâu, ai mà ngờ được cái tên ở vị trí top một loại chính là đội của No. Do hộp sọ của thần chết là một nguyên liệu siêu hiếm, nên đội cậu thi đỗ đạt được số điểm kỷ lục cao chưa từng thấy. Nhưng nó đã nhờ Blue Don nhận việc tiêu diệt thần chết cho cô, bởi cậu cho rằng mọi người sẽ không tin một gã tòng nam tức có đủ khả năng. Tập 2 Về nhà nghe tin thì cả gia đình đều mừng rỡ, em gái Alice vui đến nỗi ông chầm lấy anh để chúc mừng, cho đến khi đọc được lệ phí ghi danh thì nó quá cao. Người cha vẫn tự tin số tiền tiết kiệm của ông có thể đủ chi trả, nhưng nghe được con số khủng khiếp nó rờ đọc ra thì tịt luôn. Ông lại khóc lóc do trả thể giúp ích gì được cho con. Vậy là nghe theo lời trợ giúp của Olivia, cậu quyết định tới hiệp hội mạo hiểm giả để làm việc kiếm tiền. Cô gái này là Lola làm lễ tân. Lola bắt đầu giải thích một chút về hệ thống mạo hiểm giả. Có rất nhiều loại nhiệm vụ khác nhau sẽ được phân công tùy theo cấp bậc mỗi người. Bắt đầu từ việc đăng ký thì cậu phải ghi hết những kỹ năng mà mình có. Lola hứa những kỹ năng ghi ở đây đều sẽ được giữ bí mật, cơ mà người cô cứ tỏa ra một mùi thơm quyến rũ. Cho đến khi thấy kỹ năng chỉnh sửa và sáng tạo của Nora thì Lola không tin, bởi hội mạo hiểm giả này được thành lập để đi theo con đường của Olivia. Vậy mà tên này lại nhận cô ấy là sư phụ mình. Lola lôi ra một cuốn sách để bất cứ ai chạm tay vào sẽ hiện ra kỹ năng, Còn hứa nếu nó chứng minh được sự thật thì cô sẽ tự giác vén váy rồi nói em yêu ngài. Nora nhanh chóng chạm vào quyển sách thì quả nhiên đã chứng minh được, vậy là buộc phải theo lời hứa Lola đành vén váy lên và nói câu vừa rồi. Nhờ điều này mà Nora đã tăng 300 điểm sinh mệnh để có thể kiếm đủ tiền học phí vào trường cậu nhận nhiệm vụ bắt châu chấu bảy màu và Lola có vẻ bắt đầu thấy thích anh chàng có năng lực hấp dẫn này, cậu bắt đầu đến môi trường có loài châu chấu bảy màu sống định dùng kỹ năng đại hiền nhân mỗi tội lại không có Emma ở đây để hôn. Noro chợt nhận ra có thể dùng khả năng sáng tạo để tạo miễn dịch đau đầu. Mặc dù nó tốn tận 300 điểm nhưng cậu không muốn làm phiền Emma nên đánh quất. Thế nhưng sau khi sử dụng kỹ năng đại hiền nhân thì cơn đau đầu chỉ giảm một chút xíu chứ vẫn rất thốn. Cậu đã tìm thấy con châu chấu và ước gì có Emma ở đây. Thế quái nào cô ấy lại xuất hiện tức thì. Hóa ra Emma đã nghe cha Nora nói cậu mới đi làm mạo hiểm giả. Cô rất buồn vì Nora lại giấu không nói với mình, tại cậu sợ sẽ làm phiền và gây nguy hiểm cho Emma. Ngay lập tức cô nhắc lại một lời hứa từ 6 năm trước. Khi ấy Nora có nói hai ta sẽ bên nhau đến chết mới thôi. Emma rất buồn khi nghe tin Nora đã học được kỹ năng miễn dịch đau đầu. Nhưng cậu nói nếu là nụ hôn trò hỏi như bạn bè thì cứ thoải mái. Giờ tôi mới biết hóa ra bạn bè trò hỏi nhau bằng cách hôn cũng được anh em ạ. À. Vậy là Nora đã hoàn thành nhiệm vụ và dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền. Nó là càng thấy thích cậu hơn thì cứ sán lại gần để giao nhiệm vụ. Thấy vậy Emma đã ghen quyết cãi nhau một phen. Hai bên lườm nhau tóe lửa để tranh giành Nora sẽ ở bên mình. Cuối cùng cậu phải ra nói thầm với mỗi người một câu giúp họ hạ hỏa. Hai người cùng đi làm nhiệm vụ diệt lũ thỏ khổng lồ thì phát hiện đám cỏ rất khả nghi. Đột nhiên từ đâu ra hai con goblin lao tới. Nora dùng kỹ năng sáng tạo đạn đá dễ dàng hạ gục một con. Thì bất ngờ con thỏ khổng lồ đã xuất hiện tấn công con còn lại. Nora dùng con mắt tinh tường soi được cấp độ của nó cao hơn Emma. Thế nhưng cô vẫn quyết tâm tự đánh bại nó, bởi Emma không muốn Nora hoàn thành nhiệm vụ này sẽ lại được lo la tới gần. Emma rất nhanh nhẹn là lướt né mọi đòn đánh của con thỏ. Sau đó cô bắn ra một nhát chém gió và liên tục tấn công nó. Tuy vậy con thỏ không hề hấn gì mà lao tới người Emma. May mắn Nora đã kịp cả nó lại rồi dìu bạn đi chạy trốn. Nấp sau thân cây thì Emma tự trách bản thân quá yếu đuối. Nora muốn giúp bạn vui lên nên cậu định dùng sáng tạo búp cho cô sức mạnh. Nó tốn tận đến 500 điểm sinh mệnh nhưng không thể nhìn bạn buồn được nữa. Nora liền xin Emma cho phép mình cắn tay để tăng thêm điểm sinh mệnh mà ai ngờ Emma vẫn đồng ý và cô liền đứng tựa vào cây. Vậy là Nora bắt đầu ôm lấy Emma rồi cứ thế liếm láp tay như thật. Nó phê đến mức làm cô lỡ miệng dê lên một cái khiến con thỏ phát hiện ra không còn cách nào khác cậu phải tăng tốc liếm tay nhanh hết mức có thể. Ai mà ngờ chuyện này tăng tận đến 600 điểm sinh mệnh, con thỏ đã bắt đầu lao đến tấn công rất đột ngột. Nora vội vã hy sinh 500 điểm để búp sức mạnh cho Emma. Cô liền lao ra chém cho một đòn đến hết đất gãy cả sừng con quái vật khổng lồ. Chợt nhận ra đã lỡ để lộ quần nhỏ ngay trước mặt Nora. Nhưng riêng hôm nay là ngoại lệ cô cho phép nhìn thoải mái vậy là cuối cùng Emma đã thành công lấy được chiếc rừng của con thỏ mang về đưa cho Lola để nhận thưởng thì cô cũng cảm ơn vì nhờ Lola mà Emma có thêm sự tự tin trong trận chiến này vậy là hai người đã xin lỗi và làm lành với nhau Nora còn tạo ra túi không gian có thể vác xác của con thỏ khổng lồ về thấy cậu rất chu đáo như vậy thì hai cô gái ôm chầm lấy người vậy là tối đó cả hội mạo hiểm giả cùng làm một bữa thịt thỏ nướng đây là một loại thịt hiếm mà chả mấy khi được ăn nên ai cũng thích, được đút cho ăn đồ ăn ngon cũng giúp Norer tăng 700 điểm sinh mệnh. Lúc này Norer mới chợt nhận ra một kẻ bần cùng nghèo hèn như mình lại đang được mọi người nơi đây chúc mừng và chào đón nồng nhiệt. Lần đầu có cảm giác hạnh phúc như vậy thì nó rất biết ơn sư phụ Olivia. Tập 3 sau khi đóng học phí thì một cuộc sống tại học viện chính thức bắt đầu. Đột nhiên có một cô gái đi ngang qua thì em Emma yêu cầu Nora phải biết cúi đầu. Cô gái này tên là Maria, con gái của công tước thuộc lớp quý tộc cao cấp nhất. Nora thử lén soi bằng con mắt tinh tường thì cậu như chết lặng. Bởi cô ấy bị dính một lời nguyền sẽ phải chết vào sinh nhật thứ 16. Sáng hôm sau là ngày đầu tiên đi học của Nora, mới ngủ dậy đã được Alice chúc mừng và hứa năm sau sẽ học cùng anh. Thời gian dài sắp tới sẽ không được gặp Nora nên cô bé cố ôm thêm một lúc. Ra ngoài thì Emma đã đứng đợi sẵn để hai đứa cùng nhau tới trường. Trước khi đi cô muốn làm chút thủ tục chào buổi sáng cái đã, vậy là hai người dẫn nhau vào khu rừng hôn để tăng sinh mệnh cho Nora. Do cái huy hiệu tòng nam tước mà Nora đến lớp đã bị mọi người khinh bỉ, trong khi đứa nào cũng tìm cách bắt chuyện với một cô gái xinh đẹp như Emma. Một tên định nói chuyện với Nora nhưng vừa thấy cấp bậc cậu là hắn lủi luôn. Đúng lúc này cô gái Maria và người hầu cận vừa tới, dù cho có thuộc tầng lớp cao quý nhất mà Maria vẫn bắt chuyện với Nora. Chuyện này làm tất cả ai nấy cũng ngạc nhiên. Cô giáo này trước kia từng là lính đánh thuê nên có cách dạy rất vũ lực. Hôm nay phải dạy về khóa học tự vệ nên cô nhờ Nora sử dụng thanh kiếm thật của cậu tấn công mình. Nora dùng con mắt tinh tường thì nhận ra cấp độ của cô giáo rất cao. Cậu dùng hết sức lao tới chém nhưng Sensei chỉ nhẹ nhàng giật lùi một phát để né. Tiếp theo đến lượt cô giáo tấn công và Nora phải bắt trước cú giật lùi ban nãy. Thế nhưng sau một giây thì cậu ăn ngay cú vụt vào bụng chưa kịp làm gì. Sensei hứa sẽ cho một phần thưởng nếu ai có thể thành công né đòn của cô được. Và phần thưởng của cô giáo thảo này khiến lũ con trai đứa nào cũng hứng thú. Nora muốn thử thêm một lần nữa cậu tư điểm sinh mệnh để tạo kỹ năng giật lùi. Và cái kết Nora đã né đòn đánh thành công còn giờ là lúc được nhận phần thưởng. Cô giáo đã tặng cho Nora phần thưởng đó là ngồi lên người cậu co xác phen này làm nam chính phê quên lối về, đám con trai nhìn thì đứa nào đứa nấy đều trẻ nước dãi mà thèm. Và cuối cùng Sensei kết thúc lễ trao giải bằng một cú ngồi vào mặt, xong xuôi đám bạn lập tức lại gần xin được gì view về cảm giác về mùi hương. Ghen tị thế chứ vẫn không đứa nào dám thách đấu cô để được hưởng cả. Emma thì lo lắng sợ bị đè lên người như vậy chắc chắn rất đau, nhưng cô đâu biết Nora đã tăng 400 điểm sinh mệnh vì vụ này. Bài học tiếp theo phải chia thành từng cặp thì Emma muốn cùng nhóm Nora. Tuy nhiên cô giáo không cho phép những ai đang hẹn hò hoặc người thân cặp với nhau. Nora giải thích hai đứa không có hẹn hò thì Emma sửa lại là chưa hẹn hò mới đúng. Tương tự như vậy Maria và người phục vụ của cô cũng không được bắt cặp. Một giá công tức cấp bậc cao khác tới ngỏ lời bắt cặp với Maria nhưng cô lại từ chối và muốn bắt cặp với Nora. Maria không hề quan tâm tới cấp bậc mà muốn đối xử công bằng với tất cả. Nhìn cảnh này làm Emma lại thấy ghen. Sau khi vừa tập cùng nhau một động tác thì đột nhiên Maria ngã khuỵu xuống, ngay lập tức người phục vụ phải đến đỡ dậy, do lời nguyền đã khiến cô bị mệt mỏi và cơ thể thường xuyên đau dữ dội. Nếu sử dụng kỹ năng để xóa nó tốn quá nhiều điểm sinh mệnh Nora không làm nổi. Nora đành sử dụng kỹ năng trợ giúp từ đại hiền nhân, ông ta chỉ cho cách kiếm điểm nhanh nhất đó là xếp hàng tất cả bạn nữ lại, sau đó cậu chạm ngực từng người một sẽ kiếm được rất nhiều điểm. Nhưng Nora còn lâu mới làm thế và ngay lập tức cơn đau đầu ập đến. Cậu phải vội bám vào người Emma rồi xin được hôn cô. Do không chịu được nữa nên Nora đã mặc cho đang đứng giữa đám đông vẫn làm tới. Nora hôn hít xong thì cậu bị cô giáo bắt phạt phải chạy 15 vòng. Tan học, Nora ghé qua hội mạo hiểm giả bất ngờ làm Lola phải vội chạy vào để trang điểm. Cậu bắt đầu kể chuyện về lời nguyền của Maria. Cô ấy chỉ còn sống được một tuần nữa nên Nora muốn xin trợ giúp. Lola đã gợi ý Nora nên tìm đến một cô bạn thân của mình tên là Luna. Cô ấy là một giáo sĩ có kỹ năng nổi tiếng đến mức địch trình lúc nào cũng kín mít. Tuy vậy Luna rất hiếm khi nhận các nhiệm vụ liên quan đến lời nguyền. Dù có là bạn thân thì Lola cũng chưa từng được biết lý do, thế nhưng Nora vẫn quyết tâm